Lịch sử Hoàng Lê Nhất Thống Chí, tác giả Ngô Gia Văn Phái, người đọc Trân Châu. Hồi 9, tướng Tây Sơn Võ Văn Nhậm đem quân trấn ngoài bờ cõi, quan bình chương Trần Công Sáng dân mệnh bằng diệt biên cương. Lại nói khi ở Cao Bằng bắt đầu nhóm lên diệt binh đao, Lưu Tiệp, Nguyễn Hàn đều có sai trạm đưa thư về kinh cáo biến. Tiệp báo Hàn là phản nghịch, Hàn báo Tiệp là phản nghịch, và cả hai đều nói hiện đã điều quân dây đánh, chỉ khoảng 10 ngày sẽ bắt được kẻ có tội. Quan Bình Chương là Phan Lê Phiên thấy thư ấy rất kinh hãi mà rằng, hai người đều là bậc thanh cao trong hàng triều sĩ, ra ngoài gánh diệt phiên trấn, đáng lẽ phải vì diệt công mà quên diệt riêng, sao họ không chịu nén lòng theo nhau, lại đi cầm đầu cho cũ quấy rối, đồng loại làm hại nhau, đó cũng là một biến cố lớn, đang ghê, đang sợ. Vừa lúc ấy, các viên trấn thủ ở bốn lộ Lạng Thái, Tuyên Hưng cũng đều lần lượt gửi thư quả tốc về cáo biến. Vua Lê bàn bàn với bằng công Nguyễn Hữu Chỉnh, chỉnh thưa, các trấn đem quân đánh nhau cũng là thói thường của bọn tù trưởng ở ngoài bờ cõi, chỉ cần hạ một bức thư báo cho họ biết đường quả phúc, chắc họ sẽ nghe theo, dẹp yên việc ấy không có gì khó. Riêng việc biến cố ở Cao Bằng thì lại do các viên quan trấn gây ra, bọn tù trưởng trên ấy đều không đáng trách. Cái tội tự tiện đánh nhau, giết nhau, triều đình sẽ phải có phân xử, dễ xin giao xuống cho các quan họp bàn. Quan Đồng Bình Chương, Trương Đăng Quỷ và quan Tham Tri Nguyễn Diệu đều xin gấp rút chọn hai viên đốc trấn, đốc đồng khác có tài cán lên coi thay diệt trấn, và luôn thể hạ chiếu chỉ triệu bọn Tiệp Hàn về triều, mai ra mới dẹp được cuộc rối loạn. Phan Lê Phiên nói, phải đấy, rễ chùm, mẫu cứng, phải dùng đồ sắt, viên quan cử lên coi trấn ấy không thể dễ dàng muốn sai ai cũng được. Quan Đồng Bình Chương Trần Công Sáng nói tiếp, diệt loạn ở Cao Bằng hồi xưa, viên đại thần đã qua đời là Nghĩa Thành Vương, tức Nguyễn Đình Bá, dân mệnh lên dỗ về, ở luôn trên trấn ấy 7 năm, dân dân các bản đều mến phục. Sao ông mất tại đó? Dân địa phương vì thương tiếc mà nghỉ mấy phiên chợ liền, lại dựng đền mà thờ. Quan Xu Mật hiện nay là Nguyễn Đình Tố, người ở Khoái Châu, Hưng Yên, tức Hải Hưng, chính là con của Nghĩa Thành Vương. Ông ta là người rộng rãi, có độ lượng, tài xử sự cũng nhanh, vậy xin gấp rút sai đi ngay. Vua Lê bèn dùng Nguyễn Đình Tố làm đốc trấn Cao Bằng, lại sai Nguyễn Huy Túc làm phó đốc trấn, rồi ra lệnh dục hai người lên đường đi nhậm chức. Tố nói, cha thần sinh ở Cao Bằng, mất ở Cao Bằng, thần cũng sinh ở Cao Bằng, nay lại lên đó, việc sau này có thể biết rồi, vậy xin cho phép 10 ngày để thần xếp đặt việc nhà. Khi hai người lên đến giáp giới tỉnh Lạng Sơn thì nghe tin Hàn đã bị hại. Tố giật mình nói, thương thai, chết cũng bởi số, nhưng cũng lỗi tại ta đi chậm quá. Rồi Tố sai dục trạm đi dấn lên. Khi trạm đầu báo tin quan đốc trấn mới là Nguyễn Đình Tố đến thì tù trưởng các nơi đều vui mừng chờ đón. Lúc Tố đến Cao Bằng thì Lưu Tiệp còn đang đóng cửa thành đánh nhau với dư đảng của Hàn. Tố dâng lệnh tuyên bố quy đức của nhà vua, bảo hai bên phải giải tán quân lính, rồi thông dân xếp đặt mọi việc, trong cõi lại yên ổn như thường. Một hôm, vừa gặp lúc đến ý kiến đền thờ Nghĩa Thành Vương, Tô bảo Nguyễn Huy Túc, tối nay có lẽ sắp đi đến với tiền nhân, trách nhiệm ở bờ cõi rất nặng, rồi đây có những việc khó khăn lớn lao. Trấn này thông với đất Trung Quốc, trước đây tôi đã đi sứ, cũng hơi thuộc đường lối. Chỉ dẫn rằng không ở đây nữa, ông còn ở đây hãy nên cố gắng mà đưa lấy mọi việc. Tôi lại ngoảnh sang các phiên trưởng mà rằng, sau khi tôi đi rồi, các ông chỉ nên nghe lệnh quan phó đốc trấn, chứ như vừa rồi gây ra nhiều việc thì thế nào cũng có giả lớn, mọi người đều lấy làm lạ mà hỏi. Tố nói, điều đó rất khó nói. Chiều hôm ấy Tố về doanh rồi chết. Huy Túc một mặt lo liệu việc ma chay, một mặt viết thư báo tin cho triều đình, rồi dân chỉ của vua lãnh chức đốc trấn Cao Bằng. Lại nói vua Tây Sơn từ lúc rút quân về Nam đến Nghệ An ở lại 10 ngày, giao cho phó tướng Nguyễn Duệ giữ đất này, cùng đô đốc là Chiêu Diễn đóng quân ở doanh Hà Trung thuộc Hà Tĩnh. Sau đó vua Tây Sơn lại đổi Chiêu Diễn vào đóng ở châu Bố Chánh. Nguyễn Duệ coi danh kỳ qua, tá quân Võ Văn Nhậm đóng một đạo binh quan trọng ở Đông Hải, Bố Chánh thuộc Quảng Bình, kỳ qua thuộc Hà Tĩnh.
Đông Hải, tức Đồng Hới, Quảng Bình, Bình Trị Thiên, để làm thanh diện và nương tựa lẫn nhau. Lúc Nguyễn Hữu Chính theo kịp, Thượng Công tức Nguyễn Huệ ngỏ lời yên ủi dỗ dành và báo ở lại Nghệ An làm việc với Duệ. Bề ngoài thì Thượng Công hứa hẹn với Chính bằng những lời ngon ngọt, nhưng lại dặn riêng Duệ rằng Chính giống người Bắc, trốn về với ta, xem bộ hắn ta là kẻ phản phúc gian dối, không thể tin cậy. Vả chăng người Bắc quán hắn rất sâu, ta định bỏ hắn để cho hắn chết, không ngờ hắn lại trốn chết, cố theo. Hệ An là quê hương của hắn, nay để nhà ngươi ở lại đây, ngươi nên xem xét kỹ lòng người xứ này, xem theo ai chống ai và tình hình động tĩnh của hắn ra sao. Chiêu diễn ở gần đấy, gọi một tiếng là đến. Tả quân cũng không xa đây lắm, công việc nên chăng, ngươi phải viết thư báo tin cho mau và cùng bàn định với ông ta. Song ở nước ngoài đất khách, ngươi phải để ý đề phòng cẩn thận, chớ có dễ dàng tin theo Chính mà mắc mưu của hắn. Ngươi phải cẩn thận lắm mới được. Sau khi Thượng Công về Nam, Chính liền được chiếu chỉ nhà vua vời đưa quân ra Bắc. Lúc đi, Chính để đồ đảng của mình là Nguyễn Dược ở lại làm việc với Duệ. Ngày chia tay lên đường, Chính hai ba lần dặn dò và mong mỏi Duệ đối xử tử tế với mình. Duệ cũng tiễn đưa Chính rất ân cần tử tế. Sau khi Chính nắm được chính quyền, thường thường gửi thư qua lại với Duệ và biếu tặng rất hậu. Rồi Chính lại ngầm sai người gọi Dược về kinh thành để hỏi tình hình Tây Sơn và dò ý tứ của Duệ. Sau khi đã biết vua Tây Sơn và Thượng Công gây ra việc Quân Đao, anh em đánh lẫn nhau, tiếp đó lại được thư của Duệ hẹn cùng chung sức đánh vào phương Nam, thì Chính rất mừng, cho là có thể mưu đồ lấy lại Nghệ An. Chính bèn thu xếp 10 lạng vàng và 10 tấm đoạn, sai Dược đem vào biếu Duệ, nhân tiện lấy việc lợi hại quả phúc mà dọa hắn ta, lại dỗ dành hắn ta giữ lấy Nghệ An, ngăn chặn Chiêu Diễn đập lại lũy cũ Hoành Sơn và dạch sông Danh làm nơi biên giới như việc cũ trước đây. Chỉ vào cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn năm 1627 năm 1672, sau lấy sông Danh làm giới hạn để phân chia đặng trong là Nam và đặng ngoài là Bắc. Lúc đó người do thám của Võ Văn Nhậm ở Nghệ An biết rõ việc ấy, vội dân về báo với Nhậm. Nhậm lập tức đưa binh phù triệu Duệ về. Duệ chống lại và nói, tướng ở ngoài mệnh lệnh của vua cũng có khi không cần phải theo. Lúc Thượng Công về, giao cho tôi đóng giữ đất này. Nay tôi không dám tự tiện rời khỏi đất này. Nhậm được thư ấy liền nói, quả nhiên Duệ làm phản rồi. Tiếp đó, Nhậm lập tức sai gửi thư cáo biến với Thượng Công. Trong thư có đoạn viết, ngày trước dùng Chính, tức là nhốt hổ gầm giường, ngày nay để Duệ, tức là nuôi ong tay áo, xin kịp phát quân ra Bắc. Trước hết giết Duệ ở Nghệ An, rồi sau bắt Chỉnh ở Thăng Long, dẹp loạn và bình định đất nước ở mỗi một chuyến này, cơ hội không nên bỏ lỡ. Trong lúc ấy, Thượng Công và vua Tây Sơ đang có việc xích mích. Cuộc binh đao giữa hai anh em chưa dàn xếp xong, việc nội chiến ở miền Nam so với mối lo ở miền Bắc còn cần kiếp hơn nhiều. Bởi vậy Thượng Công không quá quyết thi hành, bèn sai người báo cho Nhậm biết và dục Nhậm tiến quân sang Nghệ An bắt Duệ, rồi sau đó sẽ kiểm điểm quân lính, thu góp lương thực, chia đi đóng đồn ở các nơi hiểm yếu và viết thư hỏi Chỉnh về tội thông mưu với Duệ, xem Chỉnh trả lời ra sao. Nếu Chỉnh còn biết sợ hãi, cố tình chối cãi, thì nên để đó sau này sẽ liệu, chưa nên đánh vội. Bằng Chỉnh ra mặt chống lại, như thế là đã có cớ, lúc ấy cứ việc tiến quân ra đánh cũng không muộn gì. Nhậm dân lệnh tự mình đem đại quân đi gấp. Chỉ trong một ngày một đêm, Nhậm đã đến trên Kỳ Hoa, nhưng Duệ không còn ở đó nữa. Số là mùa đông năm trước, Thượng Công nghe tin Chỉnh đem quân ra bảo vệ vua Lê, sợ có biến cố gì khác xảy ra, liền sai Nguyễn Văn Đức đem quân giữ phủ Diễn Châu, cùng làm chức trấn thủ với Duệ là để nương tựa lẫn nhau. Kịp đến khi nghe miền Nam đánh nhau, Duệ và Đức đều gửi thư cho Chỉnh, mưu đồ hợp lực kéo quân về Nam để thừa cơ làm loạn. Hai người hẹn rằng sau khi đắc thắng sẽ trả các đất từ Hoành Sơn ra Bắc, nhưng Chỉnh còn chần chừ chưa quyết định, đến khi bị Nhậm phát giác, hai người bèn bỏ xứ Nghệ, đem quân theo mạng ngược trở về Nam. Duệ về với vua Tây Sơn, còn Đức vốn là một đại thần của chúa Nguyễn, bị quân Tây Sơn bắt, phải miễn cưỡng theo, chứ thực ra cũng không thích làm việc cho họ. Lúc đó, Đức bèn theo đường núi Tây Nam, trốn thẳng sang nước Tiêm La.
Đức đi đã lâu, Thượng Công mới nhận được thư quả tấu của Nhậm, dẫu sai quân đón bắt nhưng cũng không kịp. Nhậm đến Nghệ An kiểm điểm binh lính, trưng thu lương thực, sửa soạn khí giới, rồi đưa thư ra Thăng Long, trách móc Chỉnh gay gắt. Chỉnh được thư giấu giếm không cho Du Lê biết, đoạn viết thư tạ tội, đại ý nói: trước kia tôi bỏ nước cũ về với chúa công, nhờ ơn cho vào nơi mặt phủ hầu hạ túi cung roi ngựa đến 4-5 năm. Mùa thu năm ngoái, đại quân về Nam không cho tôi biết, tôi cũng hiểu là Thượng Công muốn dùng cách đó thử tôi, để xem tôi lui tới ra sao. Lúc bấy giờ người bắt cố lui lại, nhưng tôi quả quyết bỏ họ mà đi, nghĩ rằng lòng này không có đổi thay như thế. Bậc cao minh hẳn đã soi xét đến, lúc vào yếu kiến Thượng Công ở Vĩnh Dinh, tôi xin đi theo quân đội về Nam. Ngài bảo tôi rằng, quận Thạc, quận Nhưỡng còn làm ngang trở, không thể không trừ khử, nhà ngươi hãy ở lại đây lo liệu một phen, tôi giam đâu không theo mệnh lệnh. Tôi đã đem thân mình mà rủi dông theo chúa, chỉ Du Tây Sơn, thì còn dám tiếc gì? Vì thế, tôi tự mình xông pha tên đạn, quyết chiến với bọn Thạc Nhưỡng. Chỉ mong trừ được hai tên ngang ngược ấy thì sẽ lập tức quay ngựa về Nam. Những tháng trước đây đánh ở Sơn Tây mới bắt được con quận Thạc, riêng Nhưỡng thì vẫn đang dùng giấy ở miền Hải Dương. Còn cần phải đánh dẹp vết giá, bởi vậy cho nên tôi chưa về triều được. Những kẻ ghét tôi thấy tôi ở lại đất Bắc, liền đặt lời gièm pha, sao họ không xét rằng, sau khi Thượng Công về Nam, tôi chỉ ở lại Nghệ An hơn 10 ngày rồi lại ra Bắc ngay, thì còn thời giờ đâu mà mưu toan như vậy. Từ đó kẻ Nam người Bắc, ai làm việc nấy, tôi có hề đi lại gì với dễ đâu, nếu xét rõ tình cảnh ấy, hẳn không phải chờ tôi biện bạch gì thêm. Giả chăng cái ngày mà tôi làm việc chung với tướng quân không phải không lâu, nếu quả là tôi có lòng gì khác, hồ dễ đã giấu được cho khỏi lộ, tướng quân nên chuyển đạt lời tôi đến trước chúa công thì tôi đội ơn nhiều lắm. Nhận được thư ấy, biết Chỉnh còn có ý sợ, Nhậm bèn viết thư khác rồi dùng lời nói khéo dỗ về khuyên giải cho Chỉnh yên lòng, để mình còn có thời giờ sắp đặt công việc ở trấn Nghệ An. Tiện thể Nhậm cũng không quên buộc Chỉnh phải mai chóng dẹp yên quận Nhưỡng rồi rút quân về Nam để khỏi trái với ý định. Chỉnh tiếp thư không hiểu rõ ý của Nhậm, cho rằng Nhậm có thể dễ lừa phỉnh, chắc không lo gì về mặt Nam. Lúc bấy giờ trong ngoài đều đồn đại rằng tướng của Tây Sơn là Tả quân Nhậm đã kéo quân ra Nghệ An, kén chọn lính tráng, định kỳ xuất phát, chẳng bao lâu quân Tây Sơn lại tới, Thăng Long sẽ thành nơi chiến trường. Vì thế trong kinh nhốn nháo, người chuyển dẫn đồ đạc, người bồng bế con cái, tranh nhau đi lánh nạn. Lính Kim Ngô là tên một đội lính bảo vệ trật tự ở kinh đô, ngăn cấm không nổi. Nhiều viên đình thần đem việc đó tâu với Du Lê. Du Lê liền triệu Chỉnh và hỏi. Chỉnh tâu: người ta đồn nhảm không cần phải tin, thần đã cho người đi xem xét, biết hết sự thật rồi. Vua Tây Sơn từ khi ở đất Bắc về Nam, liền vào thẳng chỗ Quốc Thành, tức Quy Nhơn, còn Thượng Công thì đóng ở Phú Xuân. Nghỉ quân đêm vui chơi, bàn bô hiệu lệnh, sửa sang thành lũy, bao nhiêu vật liệu, khí giới và các báu vật lấy được ở Bắc về, Thượng Công đều thu chứa lấy. Vua Tây Sơn sai sứ thần tuyên triệu, Thượng Công không chịu về triều. Mọi việc phong quan, ban tước và xử trí này khác, Tự Công đều tự tiện quyết định. Vua Tây Sơn sai người đưa ấn phong Thượng Công làm Bắc Bình Dương và hỏi những thứ của báo lấy được ở phủ chúa Trịnh. Thượng Công cũng chống lại không chịu dâng lên. Vua Tây Sơn giận lắm, vì thế anh em mới gây ra cuộc binh đao. Ở trong một nhà mà đối với nhau còn dữ dội hơn là đối với nước thù địch. Ngay trong bọn họ với nhau cũng không đủ thì giờ để cứu vãn được tình thế cấp bách, đâu còn dám ra khỏi Hoành Sơn một bước để tranh quyền với ta. Ta cần làm sao cho việc nội trị có quy mô yên ổn, thế là sẽ được thay mình. Đến như trấn Nghệ An thì chỉ cần sai một sứ giả đem bức quốc thư sang, bàn bạc với họ, một lời nói là xong, ta cùng họ đã thành thông gia, ta cũng không cần lo xa làm gì. Quan ngự sử là Nguyễn Định Giáng nói: xưa nay tình hòa hảo thông gia nói chung đều không thể tin cậy, chỉ có bằng vào chức tử cường của mình, làm sao cho bờ cõi được vững chắc, ngăn chặn sự dòm gió của kẻ địch thì như vậy mới có thể tin cậy được. Bắc Bình Dương cũng là một bậc anh hùng, xem thường ông ta không được đâu. Chỉnh nói: tôi đã từng cộng sự với ông ta, ha lại không hiểu, ông ta quả thật là bậc anh hùng, những nhân tài xứ Bắc ta đây cũng không thua lắm. Dạng nhất xảy ra việc binh đao, tôi xin chọi với ông ta.
Còn như bọn Võ Văn Nhậm đã chiếm giữ đất Nghệ An thì cứ mặc y. Quân nước Mài ở trọ chẳng qua cũng như bọn Chiêu Võ Thuận Nghĩa hồi xưa chiếm đóng 7 huyện ở phía nam Nghệ An, không bao lâu rồi cũng lại về ta. Chỉ việc các tướng của họ Nguyễn là Thuận Nghĩa Hầu, Nguyễn Hữu Tiến và Chiêu Võ Hầu, Nguyễn Hữu Vật đánh chiếm được 7 huyện ở Nam Sông Lam hồi xưa vào năm 1655 đến năm 1660 trong cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn. Vì sao các miền ấy lại bị họ Trịnh giành lại? Du Lê nói, nhân tình lo sợ nghi ngờ, họ đang coi việc động tĩnh ở phương Nam để định sự thế khinh trọng của nước nhà. Người nên tính kỹ liệu trước cho lòng trẫm được thư thái, chỉnh tâu. Đó là việc trong chức phận của thần, dám đâu không hết lòng hết sức. Ngoài mặt, chỉnh tuy nói năng khuếch khoát để trấn áp mọi người, nhưng kỳ thực, từ khi được thư của Nhậm, trong lòng chỉnh rất đối lo sợ. Một hôm vào chầu, chỉnh đuổi người chung quanh ra mà nói kính với nhà vua rằng, Võ Văn Nhậm tuy là tả tướng trong soái phủ của Bắc Bình Dương, nhưng vốn là rể của vua Tây Sơn. Lâu nay chỉ huy diệt quân, y vẫn đóng vai con rể của nước. Nay thấy anh em Tây Sơn xích mích nhau, Nhậm là kẻ đứng giữa, cố nhiên là phải tuân theo tướng lệnh, nhưng trong lòng lẽ nào lại hoàn toàn không nghĩ đến bố vợ. Vừa rồi có tin do thám nói rằng, Nhậm ở Động Hải, nghe việc biến cố ấy, bèn xin về hầu, nhưng Bắc Bình Dương không cho mà báo ra thẳng Nghệ An. Nay Nhậm đang ở vào địa vị nguy ngập và bị ngờ vực, nên không thể không có ý trông về bên trong. Thần xin nhân cơ hội này để thương lượng về việc bờ cõi Nghệ An, hơi sức nhắm nghe vào ân tình của họ, lại lễ nhiều lời ngọt. Ngoài có Văn Nhậm tân bốc, trong có công chúa đỡ lời, Bắc Bình Dương dù có lòng nào chăng nữa cũng không thể không gượng theo mình. Vua Lê khen phải. Sáng hôm sau, nhân buổi chầu sớm, vua nói với các quan rằng Nghệ An liền kề với Thanh Hoa, là một quận phụ vào đất Than Mộc. Còn em đất ấy vẫn được lựa chọn vào quân Túc Vệ làm nanh vuốt cho nước nhà. Đất ấy không thể để cho người khác chiếm giữ mãi. Trẫm sắp sai người đi Phú Xuân để bàn với Bắc Bình Dương một phen. Vậy các ngươi hãy chọn xem người nào có thể xung vào sứ bộ. Trương Đăng Quỷ thưa, Nguyễn Định Giảng và Phạm Đình Dư là người ngay thẳng có thể làm được việc ấy. Phan Lê Phiên nói, Giảng cương trực có thừa mà mềm mỏng ôn hòa thì không đủ. Dư tuy nghị luận vững vàng nhưng xét việc hơi chậm. Bắc Bình Dương là người rất quỷ quyệt, hay dùng mưu khôn lung lạc người ta. Trong lúc bàn bạc, khi nén xuống khi nâng lên, không biết đường nào mà dò. Thần sợ rằng hai người ấy tranh biện với ông ta, thế nào rồi cũng làm hỏng việc nước. Đình thần bàn mãi cử người luôn mấy ngày vẫn chưa ngã ngủ, chỉnh bèn tâu để Trần Công Sáng đi. Vua Lê nói, được đấy, nhà vua bèn đòi Công Sáng vào triều mà rằng, ngươi là người trung trinh vì nước, lòng trẫm đã biết. Ngày xưa phú bậc sang thứ Khiết Đan, làm cho nước địch phải kính trọng, công việc xong xuôi. Khiết Đan là một nước ở Đông Bắc Trung Quốc, thường hay xâm phạm bờ cõi. Đời vua Tống Nhân Tông, quân Khiết Đan đến đóng sát biên giới và bắt nhà Tống phải cắt đất. Phú bậc được đi sứ, đã hết sức biện bạch, kết quả làm cho quân Khiết Đan phải lui và từ đó hai nước hòa bình được đến vài chục năm. Chuyến đi này giống như thế, người cốt vì trẫm dân mệnh ra đi, cũng là phú bậc của nước Nam đó. Một vị hoàng thân cùng đi, trẫm đã sai Duy Án cương một chép là Duy Hiên, còn một viên phó sứ nữa thì tùy ngươi chọn lấy. Sáng hăng hái xin đi và nói, vua phải lo thì bề tôi mang nhục, thần đâu dám sợ khó khăn. Trong những người từng làm việc chung với thần mà thần đã biết thì có Ngô Nho là có thể dùng được. Vua ưng lời rồi ban mệnh lệnh xuống, các triều đình đều khen là chọn được người xứng đáng. Duy Án là con thứ sáu của vua Ý Tông và là ông chú họ nhà vua. Án tính người cẩn thận, nho nhã và trung thực. Công chúa Ngọc Hân khi chưa lấy chồng vẫn thường tôn kính Án, mọi việc nên chăng đều hỏi ý kiến của Án. Kịp đến khi công chúa về với Bắc Bình Dương, Án thường nhân công việc tới gặp. Bắc Bình Dương cũng khen Án nói năng lui tới có lễ độ. Lúc đó vì muốn luôn tiện hỏi thăm công chúa, cần chọn người hoàng thân xứng đáng nên mới sai Án đi. Trần Công Sáng, người làng Yên Dĩ, huyện Đông An, đỗ tiến sĩ khoa Nhâm Thìn, năm 1772, đời Cảnh Hưng. Hồi Đoan Nam Dương còn coi giữ việc nước, Sáng đang ở chức tả thị lang bộ công, được sung chức hành tham tụng. Trong cuộc biến loạn năm Bính Ngọ, năm 1786, quân Tây Sơn tiến sát Kinh Kỳ, quân quận Thạc tan vỡ, các quan văn võ đang đêm đua nhau bỏ trốn.
Riêng có mình Sáng xin với Chúa quyết liều một trận sống chết. Sáng bận quần áo trận tay cầm gươm, hộ vệ Chúa Trịnh ở lầu Ngũ Long. Lúc Bắc Bình Dương vào kinh đô, Vua Lê trước sai các quan lần lượt tới ý kiến. Thấy thần sắc của Bắc Bình Dương rực rỡ nghiêm nghị, ai cũng run sợ hãi hùng. Riêng có Sáng là tiến thoái như thường, không mất phong thế của bậc đại thần. Bắc Bình Dương lấy làm lạ, đã mấy lần mời Sáng đến hỏi việc Bắc Hà. Hỏi đâu Sám đáp luôn đấy, nói như suối chảy, không có chỗ nào ngập ngừng ấp úng. Có lúc Bắc Bình Dương cố ý hỏi dặn, như Sang vẫn lật qua lật lại, tranh cãi nhiều lần, không mãi mai chịu khuất phục. Bắc Bình Dương bảo với Tả Hữu rằng, ta nghe Bắc Hà có nhiều nhân tài, nay đến tận nơi thì thấy Trần Công Sáng là có khí sắc con người mà thôi. Công Sáng vốn được Bắc Bình Dương kính trọng là như vậy. Sáng đã từng làm thượng thư bộ hình, được vào chầu ở tòa Kinh Viên, rồi lĩnh chức đồng bình chương quân quốc trọng sự. Trong triều đình, Sáng là người cương trực, gặp việc có tài ứng biến, lại thêm có học thuật. Vì vậy, ai cũng tôn trọng. Sáng lại là thầy học của Chỉnh. Mỗi khi Chỉnh có tâm sự gì không thể nói với người ngoài thì không khi nào không hỏi Sáng để quyết định. Vì thế, chuyến này Chỉnh đã xin vua để sai Sáng đi. Ngô Nho, người làng Tri Chỉ, Phú Xuyên. Trước kia, Sáng làm đài quan tức chức ngự sử, coi việc chấm thi, đã lấy Nho đậu tiến sĩ khoa Ất Tỵ năm 1785, nên Nho vẫn theo lễ thầy học mà đối đãi với Sáng, thường tới nhà Sáng luôn. Nho thấy Sáng là người khẳng khái, có khi tiết lớn lao, không thèm xu phụ quyền thế, nên hai bên thanh khí hợp nhau. Sáng cũng yêu và trọng Nho, vì thế bảo Nho đi với mình. Khi Nho mới nghe lệnh ấy, liền vào gặp Sáng. Sáng bảo Nho rằng, nước địch đè lấn, tin báo ngoài bờ cõi đang gấp, nay chỉ biết ra đi, chưa biết ngày về. Tôi là đại thần của nước nhà, nghĩa phải ra đi, sống thác không cần tính đến. Ông mới làm quan ngôi thứ còn thấp, ở nhà lại có mẹ già, trung hiếu không thể vẹn cả đôi đường. Hãy thử nghĩ cho kỹ, tôi không dám ép ông đâu. Nho trả lời, tương công chịu ơn dày của nước, tôi thì chịu ơn tri ngộ cao cả của tương công. Đại thần gánh việc cho nước nhà, kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, đều là nghĩa phải như thế. Ngoài ra không biết đến việc gì khác. Sáng mừng mà rằng, mạnh mẽ thay, kẻ sĩ như thế đang gọi là đạt vậy. Rồi đem Nho vào ý kiến vua. Vua cho Nho lại ở nội điện và hỏi, nhà ngươi đã ôm ấp kinh luân, từng trải việc đời, thử liệu xem chuyến đi này ra sao. Nho tâu, ngửa trong phúc lớn của nhà nước và mưu sâu ở miếu đường, công việc xong xuôi tưởng cũng không khó. Giả lại lúc ấy đã có vị lương thần chuyên việc ứng đối, cha sẽ không để nhục đến mệnh vua. Thần lòng người giúp việc thì chỉ biết làm hết chức phận mà thôi. Nhà vua gật đầu, rồi sai quan Bình Chương Phan Lê Phiên cùng với bằng công Nguyễn Hữu Chỉnh hợp nhau bằng việc thảo quốc thư. Trong thư đại lượng nói rằng, Nghệ An đã lấy nền móng trong cuộc trung hưng của bản triều, cùng với Thanh Hoa đều là quận chân tay của nhà nước. Hoàng văn tương gió phần nhiều ở đó mà ra, quân lính túc vệ cũng đều kén chọn đinh tráng ở xứ ấy xung vào. Nếu như dùng người mà bỏ đất, để họ cách trở quê hương xa lìa thân thích, xét về nhân tình rất là trái ngược. Đức vua quý quốc trọng điều tín nghĩa hòa với láng giềng, suy bụng ta ra bụng người, chắc rằng không việc nhỏ mọn nào mà không soi thấu. Huân chi làm việc rõ ràng như thế. Nghĩ lại lúc đức vua quý quốc lúc mới ra Bắc, vốn lấy việc tôn phò làm nghĩa thứ nhất. Tiền đê lúc sinh thời, từng mời ngồi trên giường, cầm tay cùng trò chuyện. Tiên ngọc còn văng vẳng bên tai, dỗi quên sao được. Kịp đến khi tiên đế tựa gây trôi trăng mọi việc, ân cần lo cho kẻ tiểu tử này, tuổi còn trẻ nhỏ, muốn nhờ vào phúc ấm của quý quốc để làm nơi nương tựa. Gần đây nghe tin quý quốc sai tướng ra đóng ở Nghệ An, lòng người ngờ vực, có kẻ cho rằng đó là do bọn bề tôi ở biên giới gây việc, không phải bản ý của quý quốc vương. Đến lúc tiếp được bức thư tư ra, mới biết thật là dân mệnh lệnh của quý quốc vương. Trong thư dinh vật cớ mùa thu năm ngoái, bản quốc đã hứa cắt đất khao quân. Kẻ tiểu tử này mới lên ngôi, chưa được rõ nguyên nhân việc trước, đã sai đình thần tra cứu lại cái ước cắt đất, thì là hai châu Bố Chánh, Minh Linh. Bố Chánh nay gồm các huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa thuộc Quảng Bình, Minh Linh nay là Vĩnh Linh, Do Linh thuộc Quảng Trị, Bình Trị Thiên, chứ không liên can gì đến bờ cõi xứ Nghệ An. Giả lại hồi đó đã dâng lời quý quốc vương dụ rằng,
quá là đất đai của nhà Lê, một đất cũng không lấy. Này nếu khao quân bằng đất thì không bằng khao quân bằng của. Vậy xin tính số thu nhập hàng năm của đất ấy, dùng làm chi phí khao quân, rồi cứ hàng năm đưa đến biên giới, làm thành định lệ lâu dài. Xa trong Quy Quốc Dương xét cho, để trọn tình hòa hảo của hai nước, cả nước chúng tôi đều lấy làm may lắm. Thư thảo xong, để lâm vua xem, vua sai lấy ở kho nội phủ một số vàng đoạn màu, dành lụa giải thổ sản, làm đồ biếu tặng. Rồi về Trần Công Sáng vào trước mặt đi dặn dò và giao cho mang đi. Ngay hôm đó bọn Sáng lên đường, trăm quan đều triển dân ngoài kinh thành. Riêng Nguyễn Hữu Chỉnh thì cùng Sáng ngủ đêm ở chùa Thịnh Liệt. Sáng bảo Chỉnh rằng Bắc Bình Dương là người hiểm sâu khó lường. Chuyến đi này dị tân ông ta đã nghe theo, nhưng tôi đã dân mệnh nhà vua thì cứ liệu chiều biện luận, liều chết mà cãi. Còn công việc phòng bị thì sau khi tôi đi, ông phải chú ý thêm, chớ có sơ suất. Dọc theo địa phận miền núi Thanh Hoa phải gấp rút chia đồn đóng giữ các nơi hiểm yếu để phòng quân bộ. Cửa biển trong Trấn Sơn Nam cũng nên đóng cọc ngang dòng sông để chặn quân thủy. Nếu họ trái lời hẹn mà tới đánh, thì ta đã có phòng bị trước, không đến nỗi để việc tới nơi mới hấp tấp. Chỉnh ơi, xin thầy cứ đi không cần phải quá lo. Lời nói của thầy ai chẳng nghe theo. Nếu không thì việc điều khiển quân lính của trò đây cũng chẳng kém ai. Dạng nhất có biển, há lại không làm nổi một trận xâm gian chấp giật, nghiêng biển lật núi cho sướng bụng hay sao? Họ dù kiệt hiệt cũng chẳng làm được gì. Sang không cho lời nói của Chỉnh là phải. Khi sứ thần đến đầu huyện Quỳnh Lưu thì có viên tướng cùng Võ Văn Nhậm sai ra đóng đồn ở đấy, đón vào trong đồn. Xem xét đồ vật xong rồi, y chỉ cho 3 viên sứ thần và 18 người tôi tớ cùng đi, còn bao nhiêu đều bảo vệ. Đến doanh trấn Nghệ An, Nhậm sai thất tiệc khoản đãi rồi thông thả nói với Sáng rằng quan văn quan võ ở Bắc Hà như cũ phóng được mấy người. Vua Lê giao nước cho tên giặc Chỉnh, ý ngài tự nghĩ ra sao? Tôi nay đã lĩnh binh phù, sớm tối sẽ kéo thẳng ra Thăng Long, trước chém đầu giặc Chỉnh. Sao hỏi thổ vua Lê, sao lại bội ơn dung nạp đứa làm phản, rồi báo cáo rõ ràng với sĩ dân Bắc Hà cho họ biết tại sao chúng tôi phải dùng quân. Vua Lê đã không giữ nổi nước nhà thì các trấn từ Thanh Hóa trở ra chúng tôi không lấy, người khác cũng sẽ lấy. Nghệ An là một đảnh đất cỏn con, cắt hay không cắt có quan hệ gì đến việc mất còn của nước nhà mà phải đi xa xin xỏ cho mất công trèo non lội suối. Tôi chỉ e rằng con chim đã lìa tổ, đến lúc bay về lại không có cành để đậu mà thôi. Sáng im lặng, mọi người nghe nói đều sợ hãi, đến lúc trở ra, Sáng bảo Nho rằng người Tây Sơn hành binh như bay, tiến quân rất gấp, xem họ đi lại dùng dục mau chống như thần, chống không thể được, đuổi không thể kịp. Xưa nay chưa hề nghe có giặc nào như thế, ý tôi đã lo xa, phải đề phòng trước. Lúc đi đã dặn ông bằng phải như thế, không biết ông ấy có nhớ không? Nếu hơi chậm trễ, vậy sẽ không kịp. Nói xong, than thở hồi lâu rồi đi. Nho bèn nói với Sáng rằng, xem mưu kính của chủ tướng họ thì việc thôn tính nước mình họ đã sắp đặt sẵn sàng. Việc Tôn Phụ năm trước chẳng qua chỉ là mượn cớ mà thôi. Bọn lang sói giấu sẵn bụng ác, quy không thể nói bằng nhân nghĩa. Bây giờ xe sứ thần đã ra khỏi bờ cõi, kinh thành sắp bị nạn binh đao, sự thể quá gấp, phải tính đường quyền biến để làm cho được việc, không nên câu nệ. Giả xem ông bằng từ khi đắc chí đến nay, đa dạng ngang lưng, bộ dạng nhân nhân tử đắc, không còn như hồi trước, nha rễ cây mà làm nên việc. Tôi e rằng ông ta lính quýnh ra trận, thế nào cũng bị Võ Văn Nhậm bắt mất. Lúc đó vua ta đi hay ở lại cũng chưa dám chắc. Chúng ta phải trù tính thế nào để ngấm ngầm xoay lại, then mái, mài ra mới có thể cứu vãn được. Chỉ cần cho nước được yên, dẫu có tự tiện cũng không hề gì. Nên cư dân chỉ cũ, cố tranh cãi về việc Nghệ An thì đúng như người ta vẫn nói, cướp đã vào nhà còn sửa phên dậu, như thế thật là thất sách. Vậy xin chữa lại quốc thư để mang đi. Sáng nói, chữa, chữa như thế nào? Nhờ nói, chữa rằng, họ Trịnh chuyên quyền, vua Lê đã không còn nước, mai nhờ Quý Quốc Dương tôn phò. Nếu trời còn phù hộ nhà Lê, tiền đế đâu đến nỗi qua đời. Tôi là cháu kê tự còn nhỏ tuổi, nghĩ rằng gánh giá không nổi để nhục cho xã tắc. Kinh thư có chữ làm khách, kinh thi thì nói rằng có khách.
Hai câu này đều có nghĩa là muốn nhường nước cho người khác. Ở đây tỏ ý nhường cả nước cho Tây Sơn và chỉ xin cắt lại một mảnh để vua Lê lấy chỗ thờ cúng tổ tiên mà thôi. Đều là việc cũ thời xưa. Kính xin cắt cho một phần đất để được nối đời thờ phụng tổ tiên. Thật là thuận mệnh trời để sống còn. Cầu lòng thương của trời về dài lâu vậy. Nếu họ chỉ muốn giữ nước, không có bộ làm hại mình. Thầy nói như thế chắc hẳn phải mừng rỡ, thế nào họ cũng thả sứ thần về nước và chia đất cho ta. Nhân thế ta có thể khuyên vua ta hãy tạm ở đất ấy, họ không có lòng ngờ ta thì sẽ không đến dòm dở nữa. Bây giờ ta sẽ lo tính dần dần như vua Thiếu Khang ở Luân Ấp, vua Câu Tưởng ở Cối Kê, tự nhiên sẽ có ngày trung hưng. Nếu không thể họ đã tức giận mà ra tay hung tàn thì bọn mình chỉ là ma biển khơi. Điều đó tuy chẳng đáng kể, nhưng vua ta sau khi phiêu bạt long đong không còn tất đất để nương tựa thì giấu đến tài như Khổng Minh cũng khó lòng mà trở tay sang nó. Không được, ông bằng theo diệt quân từ lúc đầu, còn để chỏm là tay lão luyện trong chốn trận mà. Nếu như đô thành mắc nạn binh đao, tướng cũng không đến nỗi khốn đốn lắm. Hai nước đánh nhau chưa biết ai thua ai được, chúng ta vâng mệnh đi sứ. Mới ra khỏi cõi mà đã chữa quốc thư, mạo lời chúa, chẳng những bị tội với nước mình, mà nếu bên địch khám phá ra chỗ lừa dối đó, họ cũng không dâm mình. Tai giả càng lớn, tiếng cười không biết bao giờ mới hết. Chi bằng cứ minh bạch mà làm, việc thành hay bại là tại ông trời, ta có lo gì. Từ đó, nho không dám nói nữa. Khi đến Phú Xuân, các sứ thần bày lễ vật vào yết kiến Bắc Bình Dương. Sáng trình quốc thư lên, Bắc Bình Dương xem qua một lượt rồi dứt xuống đất mà nói to: thư này ai làm, nói ra toàn điều vô nghĩa lý. Người Bắc quen dùng lời lẽ để giữ người. Ta không phải trẻ con mà lừa dối được đâu. Sáng vẫn không đổi nét mặt, ung dung trả lời: xin đại dương hãy bớt giận để tôi nói rõ. Nếu muốn giết tôi cũng xin nói một lời rồi chết. Bắc Bình Dương vốn trọng sáng, liền đổi nét mặt mà rằng: ngày xưa ta vượt biển ra Bắc, phá Thăng Long, diệt họ Trịnh. Cả nước khiếp sợ, trong triều ngoài nội đều chịu bó tay, không ai dám làm gì. Lúc bây giờ nếu ta chiếm giữ đất nước, xưng đế xưng dương gì mà chả được. Nhưng vì ta xa mến đất của tiên đế, nên đem cả cõi đất nguyên vẹn trả lại ngài. Cơ đồ thống nhất đều do tay ta gây dựng lại. Bắc triều lại dùng thế sách thượng công để đền đáp ta. Chẳng biết thượng công là danh hiệu gì, đối với ta có thêm được cái gì không. Kịp đến khi tiên đế chầu trời, lấy cả sơn lăng ta giúp đỡ cho, tự vương nối ngôi, lễ lớn sách lập ta chủ trương cho. Nay không cảm ơn những việc của ta làm là chứa chấp kẻ phản ta, chống cự với ta, mưu đồ đánh lại đất Nghệ An, xử sự như thế, nhân tình có ai nín nhịn được không? Ta phải ra hai vạn binh mã, sai Tả Quân Võ Văn Nhậm thống lĩnh, thẳng tới Thăng Long chặt đầu cha con giặc Chỉnh về dân. Chắc rằng khi Chỉnh nghe tin quân ta kéo ra, thế nào cũng kèm tự tôn bỏ chạy. Bấy giờ ở dưới gươm đao, ngọc đá lẫn lộn, không biết tự tôn có giữ được yên lành hay không. Nếu có làm sao người trong nước lại quy quán về ta thì thật phiền. Sáng thưa, xưa Đức Lê Thái Tổ dẹp yên quân Ngô, mở mang nước nhà, công đức như trời. Vua Thánh Tôn tự mình làm nên Thái Bình, rạng danh đời trước, mở rộng về sau. Từ núi Thạch Bi ra Bắc, từ dãy Đại Lĩnh Thạch Bi ở Quảng Nam, Quảng Nam Đà Nẵng, Đại Lĩnh ở Khánh Hòa, Phú Khánh, vào Nam đều làm tôi làm dân, ai ai cũng phải tôn kính. Trải qua hàng trăm năm, họ Mạc Tiêm Ngôi cả nước đều giận, Đấng Tiên Dương hội họp những người đồng chí, lại dựng lại họ Lê, họ Trịnh nối theo, cũng vì có công phò Lê, cho nên mới sai bảo được bốn phương và được mọi người hưởng ứng. Từ mấy đời nay, chúa Trịnh tuy hiếp chế nhà Lê, nhưng chính sóc không đổi thay, chuông Khánh vẫn ở đấy. Chính sóc là ngày mùng 1 tháng Giêng, xưa các vua sáng nghiệp khi lên ngôi thường đổi chính sóc. Đây mượn ý đó để nói đến quyền vua. Chuông Khánh, nguyên là chuông và giá Khánh, là những đồ thờ của nhà vua. Đây ý muốn nói miếu đường của nhà vua vẫn tồn tại. Thiên hạ vẫn là thiên hạ của nhà Lê. Đại Dương rủi xe một mạch thẳng đến kinh thành. Tuy rằng quay danh đáp gian dậy khắp nơi, nhưng cũng do lấy nghĩa cả tôn phò, khiến người ta tin phục mới được như vậy. Nếu không, việc vào nước người ta đâu có dễ dàng như thế. Tiên đế thoạt thấy Đại Dương tiếp đãi rất là long trọng, trước ban sách mệnh làm tước công, rồi sau sẽ phong dương, đó là điều cũ của bản triều, không phải trả ơn không hậu.
Chưa nên thấy như thế mà cho là bạc. Một nước đã trải hơn 300 năm, trời cao chứng giám, lòng người tôn sùng, đại dương đem cả cõi đất trả lại nguyên dạng, là thế thuận ý trời, chiều lòng dân. Chưa có thể lấy đấy làm ơn, tiên đế mất đi, hoàng thượng nối ngôi, mọi việc đều bẩm trước về đại dương. Đại dương không làm chủ thì ai làm chủ nữa? Lý đã đến thế, đừng cũng chẳng được. Tôi không dám khen ngợi để dâng lời to hót. Đại quân về Nam, Nguyễn Hữu Chỉnh đuổi theo, đại dương để hắn ở lại Nghệ An. Sao lại bảo hắn làm phản? Nghệ An vốn là đất cũ của bản triều, bản triều phải giữ lấy bờ cõi. Sao lại nói là tranh giành? Đại dương phái binh mã ra, nếu là để thăm hỏi, bản triều đã có lễ nghinh tiếp. Bằng không thì như người xưa đã nói, nước lớn có quân đánh dẹp, nước nhỏ có cách chống giữ. Tôi nay đã ra khỏi cõi, việc ấy không còn dám biết đến. Tự hoàng của nước tôi, trời đã sai làm vua, đế dương có chân mệnh, gươm đao cũng phải chọn lựa. Đại dương chớ có lo, nếu như đại dương cứ thuận lẽ trời mà làm, gây lại nước đã suy, nối lại họ đã dứt, để cho nước của nhà họ Lê được yên ổn, thì những người làm tôi làm dân trong cả nước ai chẳng cảm độ công đức, còn có quán gì? Nhược bằng làm trái lại thì sự thể thay đổi khác thường. Tôi đây ngu dại không thể nào mà thấy trước được. Sáng cứ cãi đi cãi lại mãi, không chịu khuất phục một lời nào. Đến lúc trời sắp tối, Bắc Bình Dương bảo, hãy ra nhà trọ mà nghĩ đi nghĩ lại cho kỹ. Sáng nói, nghĩ lắm lẫn quẩn là dễ lầm lẫn, một chết là xong. Bắc Bình Dương nổi giận, sai đem giam Sáng vào ngục. Bọn Án và Nho cũng đều bị chia ra giam ở các nơi khác. Sáng vào ngục, cười nói như thường, Bắc Bình Dương sai người đến đó, thấy Sáng giết ở chỗ giam Đô Câu Đối như sau. Đại đức Hữu Tam, tung dị năng chi, nguyện học, tiểu tâm vô nhị, hành ký tố giả hạ du, nghĩa là đại đức có ba, dù chẳng làm nên sinh học, giữ lòng như một, nói theo chí cũ quán gì. Tư Mã Ngô Văn Sở xin giết chết bọn Sáng, Bắc Bình Dương còn tiếc tài của Sáng. Bèn báo Trung Thư Lê Giang Kỷ và Viên Quan Bộ Lễ làm Vũ Văn Trụ rằng, nhân vật Bắc Hà Sáng cũng vào bậc giỏi đấy, ta muốn thu phục hắn để dùng, nhưng mà chắc chắn không chịu. Các người thử hiểu dụ hắn một phen nữa xem sao. Hai người bèn đến chỗ giam Sáng, thấy Sáng mang gông nằm sắp, liền nói, ông già sao tự mình làm khổ mình như vậy? Sáng trả lời, cũng là số mệnh đây thôi. Kỷ nói, quân tử có khi công cần theo số mệnh, chế ngự được số mệnh là cốt ở mình. Ví như đánh bạc, đồng tiền một sấp một ngửa, ta theo kẻ được mà đánh, thiên hạ sẽ khen ta là người đánh bạc giỏi. Sang nói, bởi thế cho nên đó chỉ là phường cờ bạc chứ không phải đạo của người quân tử. Tôi nghe nói, kẻ làm bề tôi phải chết vì chữ trung. Đây là lời dạy của người xưa. Hai người biết là không thể làm lung lay được ý chí của Sáng, liền đi xa và nói với nhau. Nhà Hán có Tô Tử Khanh, tức Tô Vũ đời Hán Võ Đế. Khi đi sứ Hung Nô, Tô Vũ bị Hung Nô giữ lại, bắt nuôi dê ở Bắc Hải 19 năm ròng, mà Tô Vũ vẫn giữ khí tiết không chịu khuất phục. Nhà Lê có Trần Công Sáng, đang thương nhưng cũng đang ghét thai. Vừa gặp lúc đó, vua Tây Sơn gửi thư ra kể tội lỗi của Bắc Bình Dương và sắp phái quân tới đánh. Tướng sĩ dưới cờ của Bắc Bình Dương có kẻ trốn đi. Bắc Bình Dương liền báo Trần Văn Kỷ rằng, nay nước ta có việc lôi thôi, lòng người còn phân dân, việc biến trong nhà không nên để nước láng giường nghe biết. Sư Bắc ở đây, tay giúp mặt trần, họ ở xa đến để dò xét ta. Giữ họ ở lại thì họ biết rõ tình hình trong nước. Hoặc giả nhân đó, họ xúi dục gây ra chuyện không hay, thả họ về thì lại bị họ rêu rao làm lộ diện. Người Bắc Hà mà biết thì lại sinh lòng khinh rẻ ta. Bởi thế, ta định ném bọn họ xuống biển để cho hết tiếng tăm dấu vết. Vậy cứ theo trước đó mà làm. Rồi Bắc Bình Dương sai đô đốc là Gió Văn Nguyện sắp sẵn vài chiếc thuyền biển, nói phao là đưa sứ thần về Bắc. Lúc bọn Sáng vào Từ Giả, Bắc Bình Dương nói, các ông hãy về trước, chờ lúc tôi ra ngoài ấy, giờ giờ gặp mặt sẽ có cách xử trí về Nghệ An. Rồi Bắc Bình Dương lại đem tặng họ 100 nén bạc và bảo, đây là của công chúa gửi tặng, các ông đừng chối từ. Tiếng gọi là đưa hộp về, nhưng thật ra Bắc Bình Dương đã ngầm bài mưu cho Nguyện, người ngoài không ai được biết. Tháng 3 mùa xuân năm Đinh Dị năm 1787, thuyền từ cửa Tư Dung thuộc Thuận Quá, nay là cửa Tư Hiền, gương buồm ra đi, không mấy ngày đã đến cửa biển Đan Nhai thuộc thị trấn Nghệ An. Nguyệt cùng bọn sứ thần ghé thuyền vào bờ rồi cùng lên bộ. Lúc ấy có người học trò của Sáng là giám sinh Nguyễn Hiên
Người Nguyễn Chân Lộc nghe tin thầy học được về, vội mừng rỡ đến chào, chợt thấy nét mặt Nguyệt có vẻ khác thường. Hiên ngầm đoán được ý của hắn, bèn nói kính với Sáng hãy đổi đi đường bộ. Nhưng Nguyệt nói, từ dân mệnh đưa sứ giả đi bằng đường biển, thuận tiện mà ổn thỏa, không nên đi đường bộ, trèo non, vượt suối vất giá. Rồi đó cả bọn lại lên thuyền ra biển. Vừa ra đến ngoài khơi, Nguyệt liền bảo bọn lái thuyền đục thuyền cho nước vào, dìm cả bọn sứ thần xuống biển. Hiên đứng trong bờ, trong xa gào khóc hồi lâu mà về. Hôm ấy, nhân ngày 11 tháng 4, mùa hè năm Đinh Vị, năm 1787, xong việc Nguyệt lại ghé thuyền vào bờ, nói phao cho trong ngoài biết rằng thuyền gặp sóng gió bị đắm, để tránh cái tiếng giết hại sứ giả. Lúc bây giờ có người làm hai câu thơ rằng: tên lưu vũ trụ bia ngàn thở, nghĩa nặng cương thường biển dạng năm. Từ lúc bọn Sáng đi Nam, chính cho rằng việc thế nào cũng xong, nên đã nói toạt ra ở trong triều rằng tình hình Tây Sơn như ở trong tầm con mắt của ta. Họ sẽ mừng là ta đã không gây sự, để họ có thể chuyên tâm vào việc nước họ. Hiện nay cuộc nội chiến của họ đang rối ren, thì giờ đâu mà lo đến việc bên ngoài. Còn Võ Văn Nhậm thì chơi dơ ở Nghệ An, ngoảnh nhìn về bên trong không có quân cứu viện, có làm được gì. Bắc Bình Dương thấy thư của ta đưa đến, thế nào cũng mừng mà nghe theo. Xin đừng lo gì việc miền Nam. Vì thế những lời Sáng dạng rút ra đi, chính đều không để ý tới, chỉ tâu xin cho Nguyễn Dược làm trấn thủ Thanh Hoa mà thôi. Lúc Dược sắp đi, chính dặn rằng chỉ nên giữ gìn bờ cõi cẩn thận, cho có sinh sự để bên địch nghi ngờ. Đợi khi Trần Bình Chương trở về, xem dời vào trấn thủ Nghệ An, sửa lại lũy cũ ở Hoành Sơn, giữ vững bờ cõi để làm trước lâu dài. Quan Bình Chương Phan Lê Phiên nghe được chuyện ấy, liền đến nhà chính mà nói: ông Trần đã già dặn việc đời, xét đoán công việc rất nhanh. Ngày thường ông ấy bàn bạc tính liệu như thần, đến lúc sự việc xảy ra, không việc gì là không đúng, ông cho nên xem thường. Chính cũng không cho là phải, phiên ra ngoài nói với người bạn đồng liêu là Trương Đăng Quỷ rằng: ông Bằng vốn có tiếng là biết việc binh, thế mà không nghe lời can, coi thường quân giặc, sợ rằng quốc đô mới qua một cuộc tàn phá, không thể chịu nổi một trận dày đạp nữa. Chúng ta gánh chức phụ bạc đã lâu, nếu đồ mã không giữ, nguy mà không phò, thì còn dùng dạng tướng quốc như chúng ta mà làm gì. Hai người than thở cùng nhau hồi lâu, rồi phiên nói: nghĩ lại công đức của tiên đế rất lớn, mà nay ngài chưa có miếu hiệu, không bàn định cho kịp lúc này, rốt cuộc cuộc điển lễ vẫn thiếu. Hai người bàn cùng bàn với các quan, đóng sách vàng tôn xưng tiên đế làm Vĩnh Hoàng Đế, miếu hiệu Hiển Tông, rồi tâu với vua xin làm lễ cáo miếu. Chỉnh nói theo lễ, việc tôn xưng miếu hiệu phải chờ sau ngày đại tường, khi đã rước lên vị rào miếu rồi mới cử hành, làm gì mà gấp thế. Phiền nói việc đời chưa biết thế nào, bây giờ chính là lúc cần phải tôn mỹ hiệu của tiên đế cho xong ngay đi. Chỉnh nghe nói cũng im lặng, lại nói lúc Nguyễn Hữu Chỉnh từ Nghệ An vào kinh, An Đô Dương Trịnh Bồng chạy qua sông sang trấn Kinh Bắc, vào tam lánh ở làng Quế Ổ. Ở đây có viên võ biền tên là Nguyễn Đình Toại, cương một chép là Nguyễn Trọng Mại. Dân mật chỉ của chúa kêu gọi các thổ hào dùng Thuận Thành, Từ Sơn, Mộ Quân Nghĩa Dũng mưu đồ đánh Chỉnh để dẹp yên nạn nước và khôi phục nghiệp cũ. Rồi đó Toại lại đưa hịch cho các phiên thần ở vùng Lạng Sơn Cao Bằng, bảo họ họp quân lại làm việc Cần Dương. Chỉnh thấy vậy luôn tỏ ý muốn đánh, nhưng vì có Dương Trọng Tế chiếm giữ huyện Gia Lâm, đập lỵ chông nhau với Chỉnh, đường đi còn bị ngán trở một lối, nên Chỉnh bèn tạm gác chuyện ấy, lại chưa làm dội. Kịp khi Trọng Tế đã bị giết, Chỉnh bèn hối hả cho việc đánh chúa Trịnh là điều cần thứ nhất, liền tâu xin tự mình đem quân bản bộ tiến đánh. Vua Lê nghĩ chúa Trịnh vốn qua lòng kính thuận không nỡ đánh, và trong bụng đang hết sức ghét Chỉnh, không muốn cho hắn đắc chí, sợ sẽ thành cái thế lớn ác vua, nên muốn ngăn việc ấy lại. Nhưng rồi khó nói ra lời, nhà vua bèn sai viên nội hàng là Vũ Trinh tuyên rõ ý chỉ của vua và truyền cho Chỉnh biết rằng gia đình họ Trịnh trải qua nhiều đời, thật có công lớn, nếu để người như Tử Văn mà phải tuyệt tự thì lấy gì mà khuyến khích điều thiện. Tử Văn tên thật là Đấu Cốc Ô Đồ, người đời Xuân Thu làm quan nước Sở, có công lớn trong việc trị nước. Sau người em họ là Đấu Diệt Thục làm loạn, đáng lẽ phải tru di cả họ, nhưng Sở Trang Dương tha tội cho người cháu của Tử Văn và nói người như Tử Văn mà bị tuyệt tự thì lấy gì mà khuyến khích điều thiện.
chi bằng trước hãy làm bài cáo văn hiểu dụ rõ đường phúc họa cho y. Nếu y cứ u mê không tỉnh, sau đó ta hãy đem quân đánh. Ta cứ giữ niềm trung hậu, để cho người ngoài không nói vào đâu được. Ha, không hơn hay sao? Chỉnh không nghe nói, nếu tôi không đem quân ra để cho việc trọng tế giúp chúa được thành, xem y có xử hậu như hoàng thượng không? Anh hùng làm việc, ha lại theo lòng nhân đức của đàn bà. Rồi chỉnh cố xin ra quân, vua Lê bất đắc dĩ phải cho chỉnh đốc xuất các quân qua sông. Thuyền bè chật cả mặt nước, khi thế rất là lẫm liệt đáng sợ. Chúa Trịnh nghe tin vội vàng sai toại đốc xuất người trong họ ở Quế Ổ làm quân tiên phong, Thổ Hào Yên Dũng là Nguyễn Trọng Linh làm tướng chống binh Tả, Thổ Hào Gia Bình là Trần Quang Châu làm tướng chống binh Hữu. Bài trận chờ sẵn, quân chỉnh tới nơi, hai bên đánh nhau từ sáng đến trưa chưa phân được thua, sau đều rút quân để nghỉ ngơi. Chỉnh sai người đưa tờ chiếu của vua tới dụ chúa, khuyên nên quy thuận, không nên chống cự. Chúa cười mà nói, Hữu Chỉnh đến đây lần này ý muốn bắt sống ta, nếu nuốt trơ lược ác không chịu nhả ra, nay lại lấy lời ngon ngọt dỗ ta. Thằng nghịch tặc này quỷ quyệt đáng ghét thật, tuy vậy hắn đã mượn mệnh lệnh hoàng thượng đưa ra, ta không thể im lặng không trả lời. Chúa bèn tự thảo một tờ biểu trần tình kể tội ác của Chỉnh và nói nhân dân ai cũng nghiến răng tức giận, xin hãy giết Chỉnh đã rồi xem về triều. Lời lẽ có nhiều câu gay gắt, thật là sống mái ngoài đồng còn chưa quyết, trai cò trong ruộng vẫn giằng co, chưa biết thua được thế nào. Hãy xem hồi sau phân giải.